Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho con xem về cái mô hình mà trồng mít Thái của bà con nông dân của chị Hiền và anh Hoàng ở Buôn Ma Thuột này á. Thì với vườn mít của anh á đã trồng được có 3 năm và đã cho trái bó rồi. Thì đến đây mình cũng hướng dẫn anh về công tác phòng bệnh và chăm sóc tỉa cành tạo tán cho cái mít của chúng ta, mít Thái đó. Thì mình chia sẻ với anh á, thì với cái mít của anh trong giai đoạn là 3 năm thì năm bói đầu tiên á, thì mình cũng chia sẻ anh nên để từ 2 đến 3 trái thôi trên một cây thôi, không nên để nhiều. Và thứ hai nữa là chúng ta nên xem và kiểm tra bệnh. Thứ nhất là bệnh xì thân, thối mủ trên cái mít, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh thối quả, đó là trên quả chúng ta. Thì những cái bệnh này trên cái mít chúng ta phổ biến rất là nhiều. Hầu như bà con chúng ta trồng chăm sóc á, thì trái nó hay bị thối này, cuống hay bị đen vàng này, nấm khuẩn này, cây hay bị xì này. Thì cái đó là những cái bệnh chung của cây mít của chúng ta. Thì cái vấn đề cái mít chăm sóc á, thì đặc biệt á, là cái mít nó ra trái trong thân chủ là chính, nó không như các dòng cây khác. Nên vì thế là cái vấn đề mà cái thân của chúng ta á, phải thường xuyên kiểm tra bệnh sâu, bệnh hại trên cây trồng. Thì với cái mít Thái á, thì nó hay bị xì thân và côn trùng nó hay chích thúc nhiều ở trái và thân. Về thân thì hay bị sâu đục thân á, nó cũng đục vào đó rất là nhiều. Nên qua đó mình cũng khuyên bà con phải có cái chế độ chăm sóc và phòng bệnh cây mít chúng ta nó được hiệu quả và năng suất cao, đặc biệt vẫn là trái nha. Thì mình cũng nhắc lại, mình đang đi thăm vườn và kiểm tra vườn của chị Hiền. Thì về cái vấn đề này là rất quan trọng, vì cái tỷ lệ mít nó bệnh thì rất là cao khi bà con chúng ta có trái. Nếu trái bà con chúng ta không phun phòng nắm bệnh côn trùng thì khi trái cũng bị lớn, bị chích sẽ bị chích rồi bị thối quả. Thì cái đó cái vấn đề mình cũng chia sẻ bà con. Thì gần đây ở khu vực ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta thì tình trạng trồng mít Thái thì nói chung rất là nhiều, rất phổ biến. Thì qua đây mình cũng quay cho con xem. Là cái hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho chị Hiền tại vườn về công tác là tỉa trái, chọn là những trái nào chúng ta nên bỏ và những trái nào nên giữ lại cho cây mít chúng ta vào năm đầu nó sẽ cho trái bói sớm và khỏe cây, không bị ảnh hưởng về năng suất và cây nó bị suy. Thì đó, một số bà con chúng ta hay năm đầu năm ba thì mít chúng ta đậu rất là nhiều và con đẻ rất là nhiều trái, nên khiến tình trạng cây hay bị suy. Qua đó nên là con ta chưa có được cái thiếu sót về cái kỹ thuật mà nên để bao nhiêu trái. Thì qua đây mình sẽ quay và hướng dẫn sơ về cái quá trình mà tỉa trái trên cái mít. Đó là theo quan niệm cá nhân của mình. Thì tùy vào phương pháp mà chăm sóc của bà con á, thì bà con có những cái phương pháp mà chăm sóc riêng và khác nhau. Thì với cái mít này á, thì mình nhắc lại bà con nên để từ 2 đến 3 quả đổ lại thôi. Thì con khi giai đoạn bói thì con lựa những cái trái nào nó to, đều, đẹp và khỏe và con để lại. Còn những trái mà nó eo, có nhỏ hay là sát đất hay nấm bệnh á, thì con cắt bỏ đi để chúng ta biết được mít chúng ta là bói nó ngon hay cỡ nào, để nó giữ sức và sang năm thứ tư, thứ năm chúng ta tiến hành kinh doanh. Thì đó là về cái kỹ thuật mà trồng mít mình cũng hướng dẫn tại vườn cho bà con nông dân chúng ta. Tại việc làm cành mình nhắc lại là mít nó ra vào thân chủ, trái vào thân chủ, nên cái độ thoáng mình cũng yêu cầu bà con là có độ thoáng theo hình xoắn ốc, có nghĩa là theo phương án làm cành của mọi người á, là xem ánh sáng sáng ốc hết nha. Đừng để ánh sáng nó bị rập ở trong thân, sinh ra là chết cành này, chết ngọn nè, chết những cái thân cành bánh tẻ trong vì không có ánh sáng. Cái đó là mình chia sẻ về quan niệm của mình. Thì một nữa mình sẽ quay cho bà con xem hết vườn và hướng dẫn cho vợ chồng của chị Hiền là tỉa trái và nên để bao nhiêu trái. Thì thật sự cái vườn mít này 3 năm trái rất là nhiều và rất là sai, nên mình hướng dẫn cho anh là tỉa bớt đi, chỉ để vài trái thôi. Thì về công tác làm cành thì mình cũng hướng dẫn cho anh rồi, tỉa đầy đủ hết. Thì clip này mình chỉ quay chung cho con về cái mô hình mà trồng mít Thái xen với bơ búp ở trên địa bàn Tây Nguyên, Đắk Lắk á. Thì để bà con có thể tham khảo và nên trồng cây ăn quả gì cho nó hợp lý đối với vùng đất của chúng ta. Thì đây là toàn bộ cái vườn của vợ chồng chị Hiền. Thì nên mình cũng quay cho con xem và tham khảo, vừa có bơ vừa có mít. Thì mình cũng hướng dẫn cho anh trồng thêm một số cây ăn quả đối với vùng đất sỏi của anh, nó là có thể trồng na, Thái xen vào đây. Thì toàn bộ vô vườn là còn bơ ăn trái không, cây ăn quả. Một lần nữa thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay rất nhiều video để cho con xem và tham khảo về cái mô hình trồng cây ăn quả của bà con nông dân ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta và một số tỉnh thành khác. Xin cảm ơn con ạ.